Cháu ra cho ông sao cháu ba nắm hen xong phóng sự hỏi bậc mô hình bay lép hạc dư bảo vệ thực vật lăng đấy sánh cháu ra cho ông sao cháu ba hen phóng sự ẹt kéo đăm. Vị và các bạn được biết đến như một loại bánh đặc biệt của người Đài dân tộc ná Mường lân tại huyện Yên nâng Lập, làn loại bánh dắt chiên loại đen ẹt từ lâu đặc đã được biệt người dân hòn nơi khăn đây sấn chế làm món mương xiên rộng khi ven đến Yên Lập. xuân về Ẹt hoặc là kéo du khách đăm tới tá đây chơi nơi nhà. đá Hôm nay đáy hất chúng tôi rộng mời quý nấy. vị và các bạn Cô cùng tìm kháo hiểu giá về xếp món bánh nền này ma, săn cùng với ma, ekip của mấy chương trình dư Sống mây Khỏe hẹt Tây Bắc. quậy lần lăm. Cháu chào các cô ạ. Dạ. Lan chào cô. Chào cô ạ. Xin Vâng, chào cháu. Cô chúng chào ta đến với chương Lan. trình Sắc Màu Tây Bắc và rất Nghe vui đấy được món nông các sẽ cô ai cô giới thiệu cho càng chúng ta thấy thêm một món nông loại ná bánh chưng đen mà của món nơi đây kem ạ. ẹt cáo đăm hòn Ôi, hân các cô dậu đang làm nấy. lá gì đây ạ? Cô à, cô Cô đang đang hà làm mót món bay gì cà ạ? là. Cái lá Cô mùn này đang là một cái mót nguyên liệu bay rất quan gun trọng để làm đấy nên cái sẽ bánh là chưng bay đen từ gun. một sản phẩm đặc Giặt biệt nguyên của liệu quan núi rừng trọng Yên Lập. đều cô Vâng, khớn cháu ăn mời ẹt các cô kéo ngồi đây đăm. ạ. Giặt Đấy, sản mời phẩm anh chị. đặc Dạ biệt vâng ạ. hòn ven Yên Lập. Cờ gun đấy man xe là loại cờ ý. Nga man xe ổn. Măn có thể chọp thang lân thong mét, nâng là dạng cơ sạc. Bay hồng măn chọp đối hình trái xoan, và măn mây màu bậc, lăng sư chuyển cả màu hồng, sau và măn sẽ hôm lai. Bồn càng thạc đệt, sư và hun, măn càng mấy màu hồng. Dạ thưa cô, vậy thì tại Phần sao trong lây, rất nhiều loại đời lá lai loại thì bay, lau phần kén bay lại gun chọn lá đều cô vùng để ẹt làm kéo thành bánh đăm. chưng đen ạ? Trong tất cả các loại lá Đời rừng cháu loại thì bay mỗi đông, lá nó có dắt một cái bay hương vị mẩy khác dạt nhau. hương vị Nhưng mấy mà tót dân gian ở tây, Yên Lập thì người tầng ta lại dầu chọn cái hẳn lá Yên gùn Lập, để người ta sư làm phản kén nên bay cái gun, sản phẩm đều bánh cô chưng ẹt đen kéo là vì lý đăm, do như thế về này. bay Cái lá nấy, gùn này được măn xe theo là dân gian bay truyền tá lại hát là xỉ, trong cái cây lá gùn nó măn có mây một cái dạt chất ăn chất, nâng là như kháng là kháng sinh, sinh đặc biệt. đặc biệt lộc Khi kèn mà háu, ăn măn vào mây thì tác là nó dụng, vệ tác sinh, dụng thái làm vệ lau. sinh đường ruột. Cô ơi, Can vậy ẹt thì kéo làm cái đăm loại bánh nấy, chưng đen này chắc xe chắn là cô sẽ rất công là công phu, phu và có sau nhiều công mật đoạn ạ. lai công Vậy thì đoạn, xin cô cô cho hái biết lan là bánh ná là chưng cô đen ẹt có kéo công đoạn đăm gì nấy, và sư bánh mây chưng đen cháu nó có công công đoạn, giờ ạ? sau ẹt kéo Nghĩa đăm là nấy bánh đá chưng mấy đen tá nó lốc rất nhiều lây. công đoạn con ạ. Để Cô mà làm ẹt được cái kéo loại đăm bánh nấy chưng đen măn này xỉ thì lai đầu công tiên đoạn là chúng ta lai, phải lên đều rừng cô lấy lá đáy này, ẹt kéo lấy đăm, lá này sư chúng ta khâu phải đầu chọn tiên đúng loại là lá cô lão nhá. tức hớn Cái lá đông, này đều thì mình ao chọn cái bay. lá gùn là cái loại Ao lá bay mà sư tức kén, mọc ở trong chăn rừng, loại bay, và đồng thời cái kén lá đáy của chăn nó loại bay gun đấy, sư tức nó chọp có dậu lông, khẩn đông. cái lớp gọi là Sau khẩn lông nhỏ ná nó bay măn chống mây trường hợp là phôn, các con nhầm lẫn tèo với trường lá hợp cây lai hoa cây hân sử nhầm tử, bay cây nấy hoa đấy con nó sẽ bay không ăn hồng được. pa Và cờ riêng bằng và cái loại sử của quân lá này tử, cờ và thì chúng hồng ta sư lên mấy rừng kén chúng ta đấy, lấy về sau đó sau chúng ta riêng phun con khô loại va cho nấy, để sư làm món bánh lau thường hớn thường đông làm vào ao cái ma xong sư ao lễ bê Tết thạc xuân về, kho và đặc biệt lăng là sư trong tèo cái cốc ẹt. Thường mùng 5 thường tháng là 5 cốc ẹt vào háo ngày xếp mùng 10 nghìn tháng nèn 10 nghìn đấy săn, là các sau cụ đặc hay biệt là lấy nghìn bánh so về há bươn làm há bánh
nghền so xếp, bươn xếp, xe là cháu xếp, mà hẳn dậu nấy, hay ao bay ma teo cốc yên, dậu đầy lan, sau hái lức lan mà kênh nên, yên nấy sư mắn mây tán ơi, tá nghen cô mây ọc, sư đá mây ăn yên nấy, đáy chiên tá đới trá ông, lần lộc nấy, từng cháu nghen con tay mấy tộc thành ít kéo mà tay tộc thành ít tỏ te măn ý têu cô quả hay cháu lan lộc nấy dậu yên lập tay cục ít nấy trở thành giặt loại ít hàng hóa sau đấy hai dậu tất cả mọi tên làng lộc ao bay gun mà bay xe đáy thủy xanh sau thạc hò làng hong ao bay chốt têu cục ít. Cô ơi, cháu thấy ở đây có hai cái rổ lá gùn đã được phơi khô nhưng mà hình cô như à, hơi khác nhau ạ. Dầu nấy lan thêm mây thông loại bay gun đáy thác. Lan thêm măn xê mấy cước lai. Lúc nấy, lào sẽ giúp bay gun lây đều bắt đốc quy trình cục ẹ. Được quay khô rồi. Còn cái lò quay khô rồi. Và chúng ta sẽ đốt lá này. Còn lá này thì là lá cô mới phơi được hai nắng. Nó mấy thông loại bay, tương đều là bay gun. Bay nấy xưa đá thác ho. Sau đấy quay ho, lăng đấy món lo ao bê chốt là cốc đáy. Bay nấy sư là loại bay cô ấm thạc, đầy thơm thạc đệt, nấy sư là bay tái. Lộc lây lau chốt đáy lai, măn dợc đáy lai, sư lau bòi, ăn bay sen nấy hấu, chốt đều hãy măn mây mùi hôm. Ết măn xé mây mùi hôm đặc trưng, măn đầy kiên hơn, sau mây đặc trưng hong mùi bay gùn. Về chốt bay gun sau dây auto hồng măn sẽ là công đoạn phức tạp nhất đòi hỏi tấc mày ăn khéo léo sau tỉ mỉ hong hân sau giờ đều ẹt đầy kênh sau dư để tác dụng nâng giặt vị dư hồng bay gun sư mày đầy thác khó quá cục bần lầy lộc lao mỏ hỏ bay sư măn vẫn nưng ổn sau niu lộc lao chốt sư tực chốt lêu cả nga sau bay. Làng lộc chốt xong, sư món lau mẩy đấy ăn tô đặc biệt bên đấy. Lộc nấy lộc cốc bên lây thêm hả cô? Tức là cái số cho này chúng ta đã đốt rồi. Lào chốt đấy ăn tô bên đấy, sư lau tực, dây hết tô hồng măn mịn ọc, đều bòi hảo yết. Được bòi đều, hãy yết mà nấm mịn, sư kê nấm măn đây kênh. Đấy, con làm không khéo rồi. Vâng. Cô cho con làm lại nhé. Làm lại. Cái này là cho vào đây là không được. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thật là không. Hàn cháu sơ, cháu ông, sau cháu ban. Đều cục đấy ăn ẹt bên đấy, sư mấy người ít lấy. Mày lào lắc thức đều, sư hầm mây đầy giặt loại tô mịn đều cục ẹt. Đời lâu cô mận chốt bay gun, sau chuẩn bị bay gun, sư cháu ăn. Bay rong bần nấy, lợt giang, mặc đồ heo, nở màu, sậu hồ niu. Đấy cháu bá, cháu co rau nấy chuẩn bị sẵn. Lan thêm cháu co đã chuẩn bị sẵn. Lộc nấy chỉ cần trộn tô, háo bay là đáy thức me. Hồ sư đáy chêm, mặc tô đáy cúc xanh, sau trộn gia vị. Lộc nấy chỉ cần trộn tô háo ma là cúc đáy thành phẩm ết gùn nông a. Lào têu độ ẩm vơ phải, nếu lắc têu tồm quá, sư tô, sau hô, măn mấy pe háo tốt sau. Làng lộc đáy hô xanh, têu khoảng giặt dơ nưng, sư hô măn mây độ ẩm vơ phải, têu trộn ba. Tỷ lệ nấy, mấy hân đình lây, chỉ cần thêm hô măn đâm, sau hớn máu đều là đáy. Làng lộc trộn xong, sư lao tiến hành tộc yệt. Mặc đồ heo sạo nò màu, sư cục bình thường. Gắn liền vào với nhau. Đấy, con thấy ngon không? Có ạ. Cứ ngửi thử mùi thế nào. Thơm quá cô ạ. Mùi thơm, rất thơm của cho lá gùn nhé. Vâng. Cháu sơ, cháu ông, sau cháu ban, lăng giặt thời gian chuẩn bị. Kỳ công, sư lộc nấy, mọi nguyên liệu đã sẵn sàng. Lộc nấy, món lao con cháu co, cháu bá, dậu nấy tốc ghẹt kéo đâm. Còn cô mận sau cháu bơn hông cô, làng lộc nâng tộc ẹt, sư cháu ăn ẹt kéo đâm đặc sản hồng bán lâu, ao ma thoại ăn mây bần, ăn hạnh phúc khái co. Tá phích xếp bay, bòi hồ, bòi mặc tô, bòi nò, tộc ẹt, sau sốc ẹt,
đều đáy cháu co cục thần thục dạo nhanh lai. Có lẽ chăn về bân cận mà cháu ăn ghét kéo cục hơn chắc chắn sao, tỏ tây. Lăng lốc tóc ghét xong, sư đáy xếp cẩn thận hào mó. Bỏi thêm nôm, sao thông ta biết, lân xếp giờ. Ghét thông xong, có thể kênh đấy ngay, đều cảm nhận đấy, ăn mùi vị đặc biệt đã bay gùn. Hàn cháu ra cháu ông sạo cháu ban, ăn niu hong hô niu, quyện con, ăn bùi hồng, mặc tô, béo hong no mâu, sạo mùi hom đặc trưng, con, ăn tim, hong bay cun, nếu mới dệt mà con mết tôm chó trông, xanh cháu ra cháu ông sạo cháu ban, mà con sơ hưng long, ven in lập, đều kênh món ít đặc biệt nấy.